Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại sân vận động Vinh của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu giữa Hà Nội và Sông Lam Nghệ An đã kết thúc với tỷ số cuối cùng là 1-0, nghiêng về phía cao thủ Hà Nội, và Hà Nội FC chính thức đã vô địch sớm V-League 2019 trước hai vòng đấu. Một trận đấu rất căng thẳng cho đến tận phút cuối cùng, và Hà Nội đã giành chiến thắng với kết quả tối thiểu 1-0 và bàn thắng đánh đầu của Nguyễn Thành Trung. Là sau trận đấu thì cao thủ Hà Nội cũng đã ra cảm ơn các cổ động viên, và sau đó họ có lẽ sẽ phải nghỉ ngơi, tại vì Hà Nội sau chức vô địch này họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm với AFC Cup 2019. Yeah.
Đây là cận cảnh cầu thủ Hà Nội của Môn Văn Công, nhìn mạnh. Còn 2 trận nữa anh ạ. Đây là anh Tết Trần, người cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối trận đấu ngày hôm nay tại sân Vinh. Thì chức vô địch này thì với anh như thế nào, có gì đặc biệt? Điều mình thấy cảm thấy là ấn tượng nhất trong trận đấu này chính là cái bàn thắng của Thành Trung, một trong những cầu thủ mà thầm lặng, không phải thầm lặng mà chơi ở vị trí trung vệ. Các bạn có thể nhìn thấy là Duy Mạnh đang chia sẻ rất là niềm vui với cả cổ động viên, cũng là một đồng đội khác đấy của Thành Trung, bạn nhìn thấy. Các bạn ơi, ở trên khán đài chúng ta có thể nhận ra đấy là mẹ của Quang Hải.
đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho con trai cũng như là những cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy là mẹ Quang Hải vừa có những lời chúc mừng gửi đến Duy Mạnh, rất là tuyệt vời. Duy Mạnh rất đáng yêu, đang chụp ảnh cùng với cả các fan lá lại sân để chụp ảnh cùng với cả Duy Mạnh. Mọi người cùng bấm like nhé để chúc mừng cho chức vô địch sớm của câu lạc bộ Hà Nội. Họ sẽ còn phải thi đấu ở AFC Cup nữa. Vì bạn rất đáng yêu, là anh cuối cùng đội bóng nhé, cuối cùng luôn đấy. Đây là một chức vô địch sớm, tuy nhiên mọi người đã đón không phải trên sân hàng gậy. Các bạn thân mến, là thực sự là mình tác nghiệp trong rất là nhiều cái giải vô địch quốc gia, V-League rồi, nhưng mà có lẽ đây là một trong những một giải mà chứng kiến câu lạc bộ Hà Nội thành công, và thực sự là có được sự tâm phục khẩu phục của rất nhiều những câu lạc bộ khác cũng như các cái nhà chuyên môn, bởi vì đã chiến thắng một cách thuyết phục các cái đối thủ của mình từ trên sân nhà sân khách. Và cái việc vô địch sớm hai vòng đấu là một chuyện mà không hề có gì là quá bất ngờ cả, vì cái chiến thắng ở trên sân Vinh là cũng nhiều người dự đoán từ trước đấy. Có lẽ là chúng ta bây giờ gửi những lời chúc mừng đến với cả câu lạc bộ Hà Nội cũng như là những cái cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Cũng phải chờ đợi thêm cái màn trình diễn nữa của câu lạc bộ Hà Nội, bởi vì là họ sẽ phải thi đấu ở những cái trận đấu rất khốc liệt tại AFC. Đấy. Sau đó thì là các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội cũng là đều là những cái cầu thủ mà trong thành phần đội tuyển quốc gia, cho nên là họ chắc chắn sẽ là cần phải giữ được thể lực rất tốt để sẵn sàng cho các cuộc đấu ở khu vực cũng như là các giải đấu liên quan đến cấp đội tuyển. Đấy, các bạn có thể hình dung được là đội tuyển Việt Nam chúng ta có rất nhiều các cầu thủ thuộc Hà Nội. Đấy, thì chắc chắn là chúng ta chia vui với các cầu thủ, động viên các cầu thủ cố gắng nỗ lực hơn nữa để sẵn sàng chiến đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ok, chào mọi người nhá, và mọi người nhớ bấm like để cổ vũ cho câu lạc bộ Hà Nội. Xin chào.